nó chậm. Rồi sau này các bạn biết là có một cái trường phái đánh theo Ichimoku, Tenkan, Kijun, Senkuban A, Senkuban B, năm đường giao với nhau tạo ra kim mộc thủy hỏa thổ, và nó chia ra là quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng thật ra các bạn nhìn cái hiện tại và các bạn xem cái quá khứ và tương lai, nó chẳng qua là một cái bức ảnh nó soi chiếu lại thôi. Vậy thì hiểu tại sao Ichimoku nó rất là lợi hại. Nó lợi hại. Ichimoku nó lợi hại là gì? Là công thức Ichimoku là gì? Có ai nhớ không? Có ai nhớ không ạ? À? Năm đường đó là gì? Năm đường nó lấy nó đâu ra đường trung bình đó. Năm đường đó nó lấy giá trung bình cao nhất, cộng thấp nhất, chia đôi. Đúng chưa? Chia đôi. Vậy nó rất, cái đường này khi mà nó tạo ra cái đường Ichimoku chia đôi này rồi, nó rất là nhạy, cực kỳ nhạy. Cực kỳ nhạy, nó giá trung bình cao nhất mà nó làm đến năm đường luôn. Vậy thằng này chính là cái gì? Thằng này chính là cái gì bài hôm qua chúng ta học? Nó chính là Fibo 50, một cái cản rất là mạnh trong cái tỷ lệ vàng, nhớ không? Không có chúng ta học. Vậy thì chúng ta thấy gì? Các bạn sẽ nhìn thấy tất cả những cái nhịp sóng mà từ đáy lên đỉnh mà muốn phá vỡ 50%. Chắc chắn các bạn 100% hoặc là 99% luôn. Các bạn nhìn lại sau bài hôm nay coi lại. Tất cả những nhịp mà ví dụ giá tăng như vậy mà muốn phá vỡ cái 50% này, volume luôn cực kỳ cao. Tại vì cái đây là một cái cản rất là mạnh, muốn phá phải có kèm volume rất lớn mới phá được. Nếu volume ở đây không lớn, không phá được, nó bật lên lại. Cho nên sức mạnh của Ichimoku nó nằm ở bởi cái công thức là Fibo 50 đó. Tại sao cô không dùng, trước đây cô dùng Ichimoku nhưng sau này cô không dùng. Cô chuyển qua Sonic R, một lát sẽ nói về Sonic R sau. Tại vì sau này nhận thức ra được, à sức mạnh của nó nằm ở Fibonacci. Vậy nếu như chúng ta nắm vững về Fibonacci, chúng ta không cần mở cái màn nhện đó ra. Chúng ta có thể dùng một cái công cụ khác và áp dụng cái tư duy Fibo vào giao dịch. Ví dụ, thử xem. Test một cái nhịp sóng tăng và phá vỡ 50 xem nha. Đây là đáy. Đây là đỉnh nè. Nếu như xác định đây là đáy, đây là đỉnh, kéo dài ra 50%. Nhìn nha. Volume vượt hơn đường histogram, tức là mức trung bình. Cây này thủng 50%. Volume cực kỳ cao. Để biết nó volume cao cái nào, tôi kéo cái này lên cho nhìn cho nó rõ. Cao không? Volume lớn không? Đúng không? Thủng 50%, volume cực kỳ lớn, cực kỳ lớn. Thế một cái nhịp nha. Nếu như lấy đây là đáy, đây là đỉnh, nhìn xem nha. Thằng này chạm 50%, đúng chưa? Thằng này chạm 50%, cây này nè, là cây này nè, cây này có cái volume có cao không? Volume cao không? Không cao. Giá bật lên không phá được 50. Test lần 2 volume cao không? Volume không có cao. Không phá được 50. Đi ngang và bật lên lại. Ok chưa? Luna đúng không? Bây giờ test thử một con khác. Còn bất kỳ. Muốn con nào? Về làm luyện cái bài cặp 50, Fibo 50 đi. Quan sát đi. BNB đi ha. Test thử con BNB xem. Đây. Đấy nè. Đạt đỉnh lên đây đúng không? Xong rồi cái đoạn nào cũng 50, đoạn này cũng 50 nè. Nhìn volume nè. Cực kỳ cao. Ok chưa? Đó.
để các bạn biết về cái giá trị của cái đường EMA và cái câu chuyện của Fibonacci 50. Chính vì như vậy cho nên Ichimoku nó rất là lợi hại. Mà nhiều người có đánh á, các bị lệ thuộc vào hình tướng á, có nghĩa là gì? Nó giống như những cái người mà học viết cọt vừa rồi á. Các bạn ví dụ như có hồi nãy trong giúp cộng đồng chúng ta có đứa nó học viết cọt, nó nói là nỗ lực thành công, volume nhỏ, volume lớn gì đó, là nó học theo cái hình tướng. Cho nên nó mãi mãi nó không chơi thắng thành công được market. Tại vì vậy cái hình tướng. Còn những cái người mà học về Ichimoku cũng như vậy. Thường là họ đánh á, họ hay nhìn, họ bị lệ thuộc vào cái hình cái ma trận của năm đường Ichimoku á, nó tạo ra để giao nhau tạo thành mây là các kiểu á, nhưng họ không có hiểu tại sao mây nó dày, là bởi vì tại sao nó kháng cự mạnh gọi là mây dày, tức là khi mà cái mây nó giao với nhau nó đi như vậy nè, thì chính cái vùng này là 50, vùng này 50, nó giao với nhau vùng này ở đây là 50 nữa của hai thằng, thì lúc đó cái vùng này sẽ làm cái kháng cự hỗ trợ rất là mạnh, hiểu chưa? Nó rất là mạnh. Cho nên khi mà đường giá mà nó chạm đây khả năng bật xuống, hoặc là nó chạm đây nó khả năng bật lên là bình thường. Rất là mạnh. Thật ra chả có gì cả. Tại vì cái thằng, cái vùng này là cái vùng 50% của rất là nhiều cái, của những cái đường trung bình nó cộng lại với nhau. Vùng này là vùng 50 của rất là nhiều nhiều thằng. Hình như vậy đấy. Ok chưa? Rồi. Xong. Ichi. Rồi. Có nhiều bạn hỏi tại sao vậy thì làm, tại sao phải dùng Sonic Error. Trong cái Fibonacci á, trong các Fibonacci tỷ lệ vàng á, thì chúng ta được học á, cái sức mạnh, cái giá trị của nó là thứ nhất là 50 là cứ là mạnh, cái thứ hai là tỷ lệ vàng, đúng không? 3.2 còn 6.1 đảo ngược, đúng không? Đây là những cái chỉ số nằm trong cái nhịp sóng, nhịp đi của sóng Elliott, nhớ không? Nhớ chưa? Nằm trong nhịp sóng của Elliott, đúng không? Sóng một về tỷ lệ vàng bật lên hoặc là gì, hoặc là về 50% bật lên, đúng không? Đúng không ạ? Trong khi gần Fibo 50 này thì Ichimoku nó có cái đường, có cái bộ Ichimoku để lấy chuẩn Fibo 50 cho rất là mạnh. Nhưng Sonic Error thì lại lấy cái này, lại lấy theo tỷ lệ vàng. Lấy tỷ lệ vàng. Cái này các bạn mới thì các bạn hãy lên Google, các bạn search về cái clip về tỷ lệ vàng. Các bạn tỷ lệ vàng thánh. Thì Fibonacci nó gồm có những cái con số, ví dụ như số đầu tiên là số 0, số kế tiếp là số 1. Muốn ra số kế tiếp á là lấy hai số liền kề cộng với nhau, đúng không? Ra 1. Rồi 1 với 1 ra 2. Ra nữa thì đây 1 với 2 là 3. Ra nữa là gì? 2 với 3 là 5. Ra nữa là 3 với 5 là 8. Đúng không? 8 với 5 là 13. 13 với 8 là 21, đúng không? 21 với 13 là gì? 55. Ok chưa? Rồi 55 với 21 là 89. Đúng không? Ấy. Có lộn không? Thế 34 mẹ nó rồi, đúng rồi. Hai này là 34 nè. Đây là 34 nè. Thấy không? Rồi hai này cộng lại mới là 55 nè. Rồi 55 với 34 á thì mới là 89. 55, đây mới ra 89. Ok giờ rồi 89 mà cộng với 55 nữa ra 144, rồi lại ra tiếp về sau. Ok chưa? Vậy thì đây là cái cơ số tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng tức là gì? Tức là nó ra một cái chuỗi hệ, một cái chuỗi số mà các bạn lấy số sau. Các bạn lấy số đầu tiên, các bạn lấy số sau này là các bạn chia cho số trước. Ok chưa? Các bạn chia cho số trước á, các bạn được một cái cơ số là không là 618. Các bạn lấy không cần, các bạn lấy 5 các bạn chia cho 3 tự phải ra 618 luôn. Lấy 8 chia 5, lấy 13 chia 8 hoặc lấy 21 chia 3, 13. Chia ra nó đều ra tỷ lệ vàng đó. Ok chưa?